Để kể cho quý vị nghe câu chuyện này nha. Để kể trên cái không có biết. Cụ già hãnh diện. Có một cái cụ già này nè, ông rất là hãnh diện vì ông được cưới một cái cô vợ rất là trẻ đẹp. Tôi nói ngang quay đó, thanh niên trẻ trẻ mà cưới vợ xấu quá. Mà ông vậy mà ông cưới vợ đẹp, hãnh diện quá chừng. Cho nên là coi như sung sức lên, tăng tăng dữ lắm, cho nên cái máy ổng là chạy đều đều. Thế là mới có cưới vợ đâu giáp năm, vợ đẻ. Thế ông đưa đi đi đẻ. Mà ông bác sĩ ông ngạc nhiên, y tế là bác sĩ, đó, trời ơi ngưỡng mộ cụ quá. Cụ nhìn cụ chắc cỡ bảy mấy rồi đúng không? Ông nói bảy mấy rồi chứ còn gì nữa. Cái ông bác sĩ nói trời ơi quá ngưỡng mộ cụ, sao mà bảy mấy mà cụ còn mới sung sức, còn có con được, quá hay, khâm phục cậu. Cái ông cụ đã nói trời, thì cái dạng máy nó chạy đều đều đó tốt là gì đó cậu ơi, bác sĩ ơi. Ha, khái ngày hãnh diện về bắt đầu là coi như là hết sáo, không khái quá. Tới khoảng hơn năm sau nữa, trời ơi mọi người thấy ông này ông đưa vợ đi đẻ nữa, chuyến này lại gặp bác sĩ đó nữa. Bác sĩ nói wow, trời cụ có bí quyết gì mà cụ khỏe dữ vậy cụ, bây giờ cụ lại có con nữa, có em bé nữa, sao bây giờ khâm phục cụ quá, quá trời ngưỡng mộ cụ. Giờ là tôi thấy thanh niên trẻ trẻ mà đôi khi còn bị hiếm muộn, còn cái kiểu mà vợ chồng than phiền với nhau nãy kia đó, khó có con rồi đó, còn cụ gì mà cụ đều 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 có con gì, trời ơi quá ngưỡng mộ cụ. Tới năm một luôn, sanh năm một luôn, ông ngọn cười cười đó, cái động cơ máy nó tốt và tôi chạy đều đều là nó vậy đó bác sĩ ơi, động cơ tôi còn tốt dữ lắm đó, chạy im lắm. Nên bác sĩ ông xích xóm nó, trời ơi cụ quá quá giỏi luôn, vợ trẻ mà nó đẻ cho cụ được nhiều gì là cụ quá hãnh diện luôn. Thế là đi về, về trong vòng cỡ còn năm mấy hai năm sau nữa, bà vợ tiếp tục đẻ một đứa nữa, đứa thứ ba. Trời trời, người ta hết hồn, người ta nói cái ông này ổng biết ông ăn nhân sâm mà ổng ăn gì mà ổng đẻ con dữ trời. Thế là mọi người để cho ổng coi ổng làm gì, tới đem lại gặp bác sĩ. Khi mà lại gặp ông bác sĩ đó nữa thì cái này là ổng nói trời ơi quá trời ơi, quá trời luôn rồi cụ ơi, sao mà cụ hay dữ vậy trời. Bây giờ cụ phải ngồi đây cụ đợi đi cho bà xã của cụ sanh ra cho nó xong một cái, chắc cái này chắc phải biểu dương cụ quá gì, bảy mấy tám chục tuổi rồi mà coi như là sanh con là liên tục, là cái chuyện này nó hiếm dữ lắm, nên phải cụ là phải mạnh khỏe, cho nên là phải là nhờ cụ có bí quyết gì chỉ cho bọn thanh niên cháu với. Thế là khi mà vợ sanh xong, sanh ra cái bắt đầu chạy ra, các bác sĩ nói trời ơi cụ ơi quá trời, đứa con của cụ chuyện này nó khỏe dữ lắm cụ ơi. Cái ông cụ ông nói trời ơi bỏ gì, trời cái máy tôi nó còn tốt, cái máy tôi còn tốt, chạy im dữ lắm, bởi vì nhỏ nó khỏe. Cái ông bác sĩ nói dạ chắc còn tốt lắm, nhưng mà là tôi nghĩ là cụ về cụ cũng nên thay cái đường mà lược xăng lược nhớt hay là cái lọc gió lọc gì đi, chứ nhỏ chứ này của cụ nó đang thui à, nó không giống hai đứa trước, đứa này nó đang thui à. Ông ấy về ông thay nhớt thay gì đi chứ dữ lắm này. Nó giống hai đứa trước mà nó nãy đang thui, tóc nó quăng quăng nữa. Giỏi ghê bái phục cụ. À, bây giờ chuyện đó, bây giờ thêm chuyện nữa nha. Chuyện tiếp theo này là có cái tựa đề là có vợ đẹp cũng khổ. Như thế này. Chuyện cũng vui vui gì quý vị. Thì có cái anh chàng này nè, ảnh lãnh lương, tới tháng lãnh lương anh đi về mà bạn bè rủ ở lại nhậu, cho nên nhậu tới 10 tới gần 2 giờ sáng mới đi về nhà. Khi mà đi về thì cái cô vợ này cổ dữ lắm. Bữa nào mà đi nhậu về là đi trễ trễ là no chứ cổ, mà bữa nay ông này không dám đi cho tới gần 2 giờ khuya. Tới chừng mà nhớ trực lại cũng như mê nha, lãnh lương rồi nhậu vui quá, nhậu với bạn bè tới chừng mà nhớ trực lại là đi về đó, thì sợ vợ quá. Không biết sao. Đi về cứ nghĩ là vợ mình chắc nó ngủ rồi, mình phải là coi như là mình lặng lẽ mình đi từ từ vô hang. Khi mà vừa đi tới cái cửa nhà nhìn vô, trời ơi sao cái nhà mình bữa nay 2 giờ khuya mà nó còn mở đèn sáng trưng mà nó không có tắt. Gần vợ mình nó còn thức. Thế là anh ta bắt đầu anh mới đi nhẹ nhẹ vô, anh đi nhẹ nhẹ thì anh vừa bước vô cửa thấy cô vợ cô cầm nguyên cái chảo cho bá lửa, cô đứng ngay cửa, cô đưa tay sẵn như là cầm mấy cái chảo nè, đợi ông bước vô là bắt đầu đền ông một chảo một cái bông liền đó. Thế là ông sợ quá, ông vừa đi tới ông nhìn vô cả cửa thấy cô vợ cầm chảo hết hồn cả ông. Trời ơi tôi khổ quá. Cái cô vợ lúc này cũng giật mình, tính gõ rồi mà thấy ai không, thấy chồng mình nó khóc quá vậy.
Trời ơi em khổ quá, em khổ quá trời ơi. Cái cô giáo nói khổ quá vậy, đi nhậu tới 12 giờ rồi tới 1 giờ khuya rồi đi về mà chưa biết lỗi mình hay sao mà còn mày đặt khổ với sở gì ở đây. Cái em nói anh khổ, anh đi giờ này anh mới về là tại vì em đó, tại vì vợ đó. Cái cô vợ của dì mình có nói tại tôi sao, nó gọi tôi nghe cái tại tôi mắc cái tiếng gì, tôi kêu ông ăn nhậu tới khuya hay gì mà ông nói tại tôi. Cái em nói không phải, để anh nói em nghe, tại em mà anh phải chịu nhận từ 5 giờ chiều ngày hôm qua tới 2 giờ sáng hôm nay anh mới được lết cái thằng anh về nhà, tại em á. Cô vợ của nói tại tôi sao không nói rõ hả? Thì tại tụi anh á, lãnh lương á, tháng này lãnh lương xong bắt đầu mới tập trung mới đi là nhậu cho nó vui. Xong trong lúc nhậu thì mấy thằng bạn nó mới tập trung, nó mới là coi như là trận này nó chơi là thách thức với nhau để mà coi vợ nào đẹp nhất. Trong đây là ra ra cái luật là ăn nhậu xong nếu mà vợ thằng nào mà đẹp nhất, giỏi nhất, hiền nhất, đảm đang nhất, dễ thương nhất, yêu chồng nhất thì cái thằng đó sẽ về sau nhất. Còn lại thằng nào mà vợ hung dữ, vợ xấu, vợ không có giỏi, vợ tào lao với lao gì đó thì mấy thằng đó được về trước. Còn thằng nào mà vợ là xuất sắc nhất, trong ngay coi như là công dung công hạnh, biết thương chồng, yêu chồng, không bao giờ chửi chồng, không bao giờ đánh chồng thì nó sẽ về sau. Thấy không? Bởi vì anh khổ, bởi vì anh tới 2 giờ sáng anh là người về cuối cùng. Rồi anh thấy bao cái lỗi này là em không đó, anh mới bị ở lại tới 2 giờ khuya. Thế là cô vợ của giật mình bắt đầu cổ cầm đang cầm cái chảo gì cũng nghe nói như vậy, cái bắt đầu hạ xuống nha, hạ chảo từ từ xuống. Thôi anh đi vô anh đi rửa mặt đi, em xuống không pha ly nước chanh cho anh uống rồi đi ngủ. Đã quá thằng chồng khôn. Cháu chút bị ăn cái chảo mẹ uống cục với bánh cam mà quay lại cái ăn vợ là phải xuống liền, bởi vì đàn ông khôn là gì đó. Cũng như là biết vuốt ve phụ nữ, nó lúc giận nó biết nói chuyện để mà lấy lòng phụ nữ. Phụ nữ dù hung dữ cái nào cũng vậy, như vậy chỉ cần mà đàn ông, người đàn ông đó mà biết nói chuyện vuốt ve rồi là xuống luôn, ngộ vậy đó. Còn mà hung, còn đàn ông mà cự lại là bắt đầu mới đã tới luôn để đó. Cho nên mấy ông nào mà coi như là dẻo miệng chút là vợ nó cưng, có lỗi nó cũng thành hết lỗi. Tám vừa cho vị nghe tí xíu ở cả hai cái mẫu chuyện này. Chúc quý vị một ngày mới bình an và hạnh phúc nha. Xin chào.